Chương trình này được bảo trợ bởi Astiva Health, bảo hiểm sức khỏe yêu đời, và WellSpa Salon Furniture. Đây là chương trình Việt Face Tonight với Anh Dũng, Thanh Thảo và Tyler Diep. Chào đón toàn thể quý khán giả đến với chương trình Việt Face Tonight. Vâng, thưa quý vị, trở lại cùng quý khán giả thân mến trong chương trình tin tức buổi chiều ngày hôm nay thứ Ba, và chúng ta bước vào ngày 8 tháng 12 năm 2020. Và sau đây là những bản tin của chúng tôi trong chương trình đêm nay, bắt đầu với tin tức rằng là Bộ trưởng Tư pháp Texas nộp hồ sơ kiện các tiểu bang chiến địa lên tối cao pháp viện về kết quả bất hợp pháp của cuộc bầu cử tổng thống. Anh Quốc khởi sự đợt chích ngừa COVID-19 lịch sử, người được tiêm chủng đầu tiên là một cụ bà 90 tuổi. Dấu hiệu đầu tiên của đợt nhiễm COVID-19 mới liên quan đến lễ tạ ơn. Thời hạn an toàn Safe Harbor hôm nay, ngày 8 tháng 12, có lợi cho ông Joe Biden. Cổ phiếu chứng khoán tăng cao kỷ lục, S&P 500 lần đầu tiên vượt mức 3.700. Luật sư của Tổng thống Trump, bà Jenna Ellis, nhiễm bệnh COVID-19. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ bác bỏ thách thức của Đảng Cộng hòa đối với chiến thắng của ông Biden tại tiểu bang Pennsylvania. Tỷ phú Elon Musk, chủ của công ty Tesla và SpaceX, đã rời cư từ California sang Texas. Và trong lúc các công ty tranh giành ưu tiên chích ngừa COVID-19 cho các nhân viên, thì chính quyền các tiểu bang quyết định việc làm nào là ngành nghề thiết yếu để có thể được chích trước. Đó là tất cả những tin tức lần lượt chúng tôi sẽ gửi đến cùng quý vị trong suốt phần tin chiều hôm nay. Và ngay bây giờ mời quý vị bước vào bản tin đầu tiên cùng với Tyler Diep. Thưa quý vị, Bộ trưởng Tư pháp của tiểu bang Texas, ông Ken Paxton, một người ghi danh theo Đảng Cộng hòa, trong ngày hôm nay đã chính thức nộp đơn lên tòa án tối cao của Hoa Kỳ, đó là tối cao pháp viện, và ông cho rằng là tối cao pháp viện cần nên lật ngược lại kết quả bầu cử của 4 tiểu bang chiến địa sau đây, bao gồm Pennsylvania, Georgia, Wisconsin và Michigan. Ông Ken Paxton lập luận rằng là đây là những cuộc bầu cử với những kết quả bất hợp pháp, vì nó nên được tuyên bố rằng là đây là trường hợp vi hiến. Những cái lập luận của ông Paxton cho biết rằng là các thành viên bên đảng Dân Chủ tại 4 tiểu bang này đã lợi dụng đại dịch COVID-19 để mà đưa ra những luật lệ vi hiến, bao gồm cái việc là gửi ra tất cả các phiếu khiếm diện cho người dân, cho dù rằng là họ muốn hay không muốn xin những cái đơn phiếu khiếm diện này. Vì vậy cho nên là cái kết quả bầu cử tại tiểu bang này, tại 4 tiểu bang này nên bị thay đổi và được tuyên bố rằng là bất hợp pháp. Đó là những tin tức mới nhất từ tiểu bang Texas. Và thưa quý vị, trong đêm ngày hôm nay, khi mà chúng tôi đang thâu chương trình này đó, thì vẫn chưa có thông tin gì từ tối cao pháp viện liên quan đến cái đơn kiện của ông Paxton. Chúng tôi biết rằng là vào đêm hôm nay, muộn nhất là đêm hôm nay, tối cao pháp viện cũng sẽ có câu trả lời cho cái đơn kiện của ông này. Sang qua bản tin kế tiếp, thưa quý vị, liên quan đến thuốc chích ngừa COVID-19, và nước Anh là nước đầu tiên trên thế giới đã khởi sự một cái đợt chích ngừa lịch sử, và người đầu tiên được chích ngừa tại Anh Quốc là một cụ bà 90 tuổi. Thưa quý vị, cái thuốc được chích là thuốc của công ty Pfizer và BioNTech, và cái khuôn khổ này là một quy mô rất là lớn. Cái ngày hôm nay được một phóng viên của đài RFI nói rằng đã đến ngày tiêm chủng được mệnh danh là VD, và đây là một cái đợt sóng tạo ra sự hy vọng. Nhờ vào cái chiến dịch này, cái người đầu tiên được tiêm chủng đúng 6 giờ 31 phút sáng, giờ địa phương tại Anh, ở bệnh viện Coventry, miền Trung nước Anh. Và cụ bà này là Margaret Keenan, cựu là thuộc diện ưu tiên bởi vì cựu trên 90 tuổi, và đây là ưu tiên của nước Anh đặt ra cho những người sẽ được chích ngừa. Thưa quý vị, nước Anh hiện nay là cái nước tại châu Âu có số người thiệt mạng vì COVID-19 cao nhất, với 61.500 nạn nhân, và Anh cũng là nước đầu tiên trên thế giới cho phép sử dụng thuốc chích ngừa của Pfizer và BioNTech. Cái khó khăn của loại thuốc này là phải được bảo quản ở nhiệt độ là trừ 70 độ C, tức là vào khoảng trừ 94 độ F, và đây là một điều rất là khó khăn cho việc tồn trữ cũng như là vận chuyển. Tuy nhiên, điều này đã được vượt qua. Nước Anh đã đặt mua là 357 triệu liều thuốc của 7 nhà sản xuất khác nhau, nhưng mà họ nói là họ có đủ thuốc để chích cho vào khoảng có 800.000 liều thuốc được chuyển đến 50 bệnh viện hiện nay tại nước Anh. Họ sẽ chích cho tất cả những người từ 80 tuổi trở lên, thưa quý vị, không phải là 90. Và chắc chắn nữ hoàng Elizabeth II hiện nay là 94 tuổi và chồng bà là hoàng thân Philip 99 tuổi cũng thuộc vào cái diện là được ưu tiên chích ngừa, cho nên hai vị này sẽ được chích trước. Và họ nói là họ có thể sẽ chích công khai hoặc là có một cái hình thức chụp hình hoặc là video trực tuyến để cổ vũ cái việc chích ngừa và mong rằng mọi người sẽ hưởng ứng. Bởi vì thuốc chích ngừa không thể có hiệu quả nếu không được tiêm vào người của những người muốn tránh bệnh COVID-19. Vấn đề liên quan đến COVID-19, thưa quý vị, thì theo các cái thống kê mới nhất trong ngày hôm nay, chúng ta đã khoảng 10 ngày sau ngày nghỉ lễ Thanksgiving. Các chuyên viên y tế, các chuyên gia y tế qua những cái thống kê thì cho thấy rằng cái số lượng những người viêm nhiễm COVID-19 gia tăng một cách đáng kể. Theo những cái số liệu đầu tiên trong những ngày vừa qua, chúng ta đã nghe đã 5 ngày đầu tiên trong tháng 12 thì đã có tổng cộng hơn 1 triệu trường hợp nhiễm mới. Và đây là những cái con số mà làm cho người ta giật mình khi mà trước đây vào đầu mùa dịch vào tháng 3 thì đạt được 1 triệu trường hợp nhiễm bệnh thì nó phải mất đến gần 3 tháng trời, trong khi đây chúng ta chỉ có 5 ngày đầu của tháng 12. Các chuyên gia y tế lo ngại rằng tháng 12 sẽ ghi nhận là tháng chết chóc nhiều nhất đối với COVID-19. Điều này nó cũng các nhà chuyên gia y tế cũng một phần cũng giải thích là vì do đợt nghỉ Thanksgiving vừa qua rất đông người đã di chuyển để về thăm nhà và hầu hết trong số họ đều không có tuân theo các cái biện pháp an toàn. Chúng ta thấy rằng tại Hoa Kỳ tính cho đến ngày hôm nay đã có con số nhiễm bệnh là 15.089.621 trường hợp và số trường hợp tử vong là 285.643 trường hợp. Tế này thì Hoa Kỳ tính hiện nay đã có trung bình gần 200.000 trường hợp nhiễm mới mỗi ngày trong tuần qua. Đây là một cái con số của dự án theo dõi COVID do một nhóm các chuyên gia y tế độc lập điều hành. Và người ta ghi nhận là trung bình hơn 2.200 người mỗi ngày đã thiệt mạng trong thời gian này. Số lượng bệnh nhân đang điều trị ở trong các bệnh viện thì nó lên đến 102.000 trường hợp. Đây có lẽ là cái mức nằm viện cao nhất mà tính cho đến giờ phút này thì một số các bệnh viện đã báo cáo cái số giường nằm của họ chỉ còn lại sức chứa khoảng từ 10 đến 15% thôi. Đây là những cái con số rất đáng lo ngại. Các chuyên gia y tế thì vẫn cho rằng Hoa Kỳ thiếu một cái chiến lược tổng hợp để có những cái cuộc xét nghiệm toàn quốc để từ đó mà có thể lọc lựa ra những cái số nhiễm bệnh mới và để đưa những người này vào cái diện kiểm soát một cách kỹ càng hơn. Con số mà quý vị vừa thấy trên màn hình là mỗi ngày cái con số trung bình mỗi ngày đã nhiễm mới. Tuy nhiên có một số các dấu hiệu hy vọng cho thấy rằng làn sóng thứ 3 nhiễm COVID-19 đang giảm dần ở một số các cái tiểu bang ở khu vực miền thượng Trung Tây Hoa Kỳ. Các số trường hợp mới được xác nhận đã giảm trong 2 tuần liên tiếp ở 10 tiểu bang, gồm có các tiểu bang như là Wisconsin, Iowa, Michigan và New Mexico. Thưa quý vị, vào đúng 12 giờ khuya trong đêm hôm nay là cái hạn định mà luật liên bang ấn định ra để cho các tiểu bang phải chứng nhận kết quả cuộc bầu cử của những tiểu bang đó, còn không thôi thì kết quả đó sẽ không được đếm trong cái thủ tục đếm phiếu cử tri đoàn vào giữa tháng 12 tới đây. Tiếng Anh nó gọi là cái Safe Harbor Deadline, và cái deadline năm nay thì lại có lợi cho ông Joe Biden, tại vì làm gì thì làm đi thì cho dù rằng là bên ban đội ngũ pháp lý của ông Trump có muốn kiện tụng gì đi nữa thì sau ngày hôm nay họ sẽ mất đi cái thủ tục pháp lý đó hay là cái phương diện pháp lý đó để mà tiếp tục tố tụng. Sau ngày hôm nay thì khi mà các tiểu bang nào hay là tiểu bang nào mà đã chứng nhận kết quả bầu cử của họ rồi đó, và họ sẽ để cho cử tri đoàn của họ đi bỏ phiếu xong thì cũng theo luật Quốc hội của liên bang hay là Quốc hội Hoa Kỳ phải chấp nhận cái cuộc bỏ phiếu đó hay là kết quả đó từ các cử tri đoàn từ 50 tiểu bang. Cho nên rằng là quý vị có thể thấy rằng là trong suốt 2-3 tuần vừa qua nó có cả đến 30-40 vụ kiện lớn nhỏ ở tại 4-5 tiểu bang chiến địa. Nhưng mà sau ngày hôm nay thì theo luật những cái vấn đề mà gọi là tố tụng liên quan đến vấn đề bầu cử của Tổng thống sẽ không có được thụ lý nữa, vì cái luật Safe Harbor Deadline sẽ chấm dứt cái giai đoạn này vào 12 giờ khuya của đêm nay. Chúng tôi không biết rõ rằng đó là 12 giờ khuya của miền Đông hay là 12 giờ khuya của miền Tây Hoa Kỳ, nhưng mà cứ cho rằng là tới sau 12 giờ đêm thì không có tòa án nào có thể nhận được những cái hồ sơ này nữa. Thông thường chắc là ở miền Đông Hoa Kỳ thì anh Tyler Diep, bởi vì ngay cả thị trường chứng khoán cũng đi theo giờ bên đó. Yeah. Cho nên với chính quyền của Trung ương đặt ở đâu thì họ sẽ theo giờ bên đó. Kế đến là bản tin một lần nữa là về kinh tế, thì quý vị, đó là chỉ số chứng khoán lại đạt mức cao kỷ lục, liên quan đến vấn đề là sự hy vọng là cái nền kinh tế sẽ bắt đầu khởi sự phục hồi sau khi có thuốc chích ngừa. Và ngày hôm nay khi Anh Quốc đã bắt đầu cái chiến dịch chích ngừa cho người dân được ưu tiên trên 80 tuổi hoặc là những người có những cái ưu tiên khác thì hiện nay là thị trường chứng khoán khắp thế giới đều rất là vui mừng. Thì các chỉ số chứng khoán ngày hôm nay đã tăng mức cao kỷ lục. Khi mà cuối ngày đó thì chỉ số của Dow Jones thì tăng lên vào khoảng là 30.173.88, còn S&P 500 thì lần đầu tiên đạt mức là trên 3.700, lần đầu tiên trong lịch sử. Nasdaq cũng tăng mức cao kỷ lục thưa quý vị, đó là 12.582.77. Một lần nữa đó là vì người dân và người đầu tư họ cảm thấy hy vọng vào tương lai. Như hồi nãy Thanh Thảo có bản tin đó là Anh Quốc đã bắt đầu cuộc thử nghiệm và hiện nay họ có đủ thuốc cho 20 triệu liều thuốc. Trong khi đó thì tại Mỹ, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ tức là FDA cũng cho biết là họ nhìn thấy có sự bảo vệ khi trích thuốc của Pfizer và BioNTech, và FDA cũng cho biết thêm là họ không tìm thấy lo ngại nào về sự an toàn, và nhiều người đang kỳ vọng là FDA sẽ chấp thuận cái thuốc này tại Mỹ vào trước cuối tuần này, nhưng chúng tôi chưa có ngày tháng chính thức. Và liên quan đến vấn đề là phục hồi kinh tế thì lãnh đạo khối đa số Thượng viện Hoa Kỳ là ông Mitch McConnell cho biết là ông muốn thông qua một dự luật cứu trợ không có quyền miễn trừ pháp lý cho các doanh nghiệp cũng như là viện trợ cho các chính quyền địa phương và tiểu bang. Đó là hai vấn đề chính và gây tranh cãi. Cùng với việc là gửi tiền trực tiếp tức là ngân phiếu cho cư dân, những người mà lần trước chúng ta đã được nhận là 1.200 Mỹ Kim mỗi người ở nước Mỹ. Và tuy nhiên cả hai bên cũng đã tìm thấy một chút sự đồng thuận trong một số lĩnh vực bao gồm những khoản cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và chương trình bảo vệ paycheck viết tắt là PPP. Cho nên chúng ta sẽ còn chờ những ngày sắp tới. Nhưng mà thưa quý vị, đây là một tin rất là tích cực cho thị trường chứng khoán và cho nền kinh tế của toàn thế giới nói chung. Cố vấn pháp lý của nhóm luật sư cố vấn cho Tổng thống Donald Trump và là một trong những luật sư dẫn đầu các nỗ lực để mà lật ngược các kết quả bầu cử trong thời gian vừa qua. Bà Jenna Ellis trong ngày hôm nay thứ Ba thì các cơ quan báo chí đã đồng loạt thông báo bà đã có xét nghiệm dương tính với coronavirus. Hãng tin Axios lần đầu tiên báo cáo rằng bà Ellis đã nhiễm virus và các quan chức của Tòa Bạch Ốc đã được thông báo về việc chẩn đoán này sau khi bà này đã có một tham dự một bữa tiệc vào thứ Sáu tuần trước. Và bà đã đăng cái bức ảnh trong bữa tiệc trên trang Instagram của riêng mình. Hãng tin ABC và CNN sau đó đã xác nhận rằng Ellis đã nhiễm virus chính thức. Cô đã không trả lời yêu cầu bình luận cũng như là đã không trả lời trong cái chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump. Và bà ấy là khách mời ở trên Fox Business Network trước đó vào ngày thứ Ba. Nhưng rất may, theo các nhà thông báo bản tin cho biết, thì bà là thực hiện cái chương trình này được quay hình tại tư gia riêng của bà. Tuy nhiên, trong vài ngày trước thì chúng ta thấy bà thường xuyên sát cánh bên luật sư Rudy Giuliani đến các tiểu bang như là Georgia và Wisconsin, và cũng đến Arizona cũng như là Pennsylvania và Michigan trong những ngày gần đây. Tuy nhiên là người ta không biết là vì bà đã có bệnh trước đó, là bà là người lây cho ông Rudy Giuliani hay là ông luật sư này lây cho bà. Quý vị thấy cái người phụ nữ đứng mặc áo đen phía sau là bà Jenna Ellis, thì họ đã cùng xuất hiện sát cánh với nhau và cả hai không có lúc nào người ta thấy là có đeo khẩu trang. Như vậy là lại thêm một viên chức của Tòa Bạch Ốc lại nhiễm coronavirus, và người ta hiện nay cũng đang lo ngại rằng không biết là nhân viên nào làm việc ở trong khu vực văn phòng West Wing ở Tòa Bạch Ốc là những người có thể có tiềm năng bị nhiễm dương tính với coronavirus. Thưa quý vị, cũng tin tức liên quan đến vấn đề kiện tụng bầu cử. Thì khi mà chúng tôi chuẩn bị thu chương trình này đó, tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã từ chối không nghe một đơn kiện từ đồng minh của Tổng thống Donald Trump tại tiểu bang Pennsylvania. Một số các dân biểu liên bang cũng như là ứng cử viên tranh cử dân biểu liên bang tại tiểu bang Pennsylvania bên Đảng Cộng hòa. Cụ thể là ông dân biểu Mike Lee đã đệ đơn lên tối cao pháp viện sau khi mà hai tòa ở dưới đều bác cái đơn của ông. Ông đã kháng án lên tối cao pháp viện và ông xin rằng là tối cao pháp viện nên tuyên bố rằng là cái kết quả bầu cử tại tiểu bang Pennsylvania là phi pháp, vì tiểu bang này đã thông qua cái luật vào năm 2019 cho phép cử tri được bỏ phiếu kiểm diện hàng loạt. Ông nói rằng là cái việc mà cho cử tri đi bỏ phiếu kiểm diện hàng loạt là nó là vi hiến. Thì trong ngày hôm nay cũng là hạn chót để mà cho các tiểu bang có những cái đơn kiện đó, thì tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã từ chối không có nghe cái việc mà gọi là kháng án của ông dân biểu Mike Lee này. Thì trong cái việc mà gọi là bác đơn á, hay là bác bỏ cái đơn của ông Mike Lee, không có một thẩm phán của tối cao pháp viện nào đã đưa ra một cái lời bình luận. Đó là một cái chuyện nó cũng khá là đặc biệt. Cái chuyện đặc biệt thứ hai nữa rằng là trong cái quyết định mà bác bỏ không nghe cái đơn này đó, không có một thẩm phán nào đã lên tiếng bất đồng với cái quyết định này. Thông thường là quý vị thấy rằng là những cái quyết định của tối cao pháp viện, dù là nó 5 trên 4, 6 trên 3 đi, thì thông thường là cái bên mà gọi là thua cuộc đó, họ cũng đưa ra những cái lập luận cho bên họ là tại sao mà cái bên đa số sai và cái bên thiểu số của họ là đúng. Nhưng trong trường hợp này, không một thẩm phán tối cao pháp viện nào lên tiếng cho rằng là cái quyết định mà gọi là bác đơn kiện của dân biểu Mike Lee, một đồng minh của Tổng thống Donald Trump, là một chuyện mà họ nghĩ là bất công cả. Và đây có thể nói rằng là lần đầu tiên mà tối cao pháp viện đã có một cái quyết định, cho dù rằng là quyết định này nó chỉ nằm tại tiểu bang Pennsylvania mà thôi. Chúng tôi không nói rằng nó ảnh hưởng đến những tiểu bang khác, mà đây là lần đầu tiên mà tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã có một quyết định về vấn đề tố tụng bầu cử. Sang cái vấn đề về thuế khóa và những cái ràng buộc pháp lý hoặc là những cái luật lệ khiến cho nhiều công ty lớn tại Silicon Valley ở miền Bắc của California đã bắt đầu, ngay cả miền Nam California bắt đầu nghĩ đến chuyển sang các tiểu bang khác. Trong tuần trước thì công ty HP, tức là Hewlett Packard, là một công ty được kể là đã khởi xướng cho cái vùng thung lũng điện tử, tức là Silicon Valley, đã rời sang tiểu bang khác. Lý do là tại vì họ nói rằng thuế khóa nhiều và có nhiều ràng buộc và đất đai quá đắt. Và sau cái thời kỳ Covid-19, nhân viên làm việc ở nhà họ nhận thấy là cái sự cần thiết phải có một cái tổng hành dinh ở một nơi đắt đỏ như California là điều không còn cần thiết. Và ngày hôm nay bản tin kế tiếp chúng tôi có là tỷ phú Elon Musk, là chủ của công ty Tesla và cũng là một trong những người ở trong ban điều hành quản trị của công ty SpaceX, đã quyết định và công bố là ông đã dọn nhà sang tiểu bang Texas từ California. Lý do ông đưa ra là vì muốn tập trung hơn vào nhà máy Tesla ở bên đó mới, cũng như là cái liên doanh SpaceX của ông. Thưa quý vị, cái bài phỏng vấn của ông được đưa ra với lại báo Wall Street Journal. Thì ông Musk đã nói rằng là hai điều lớn nhất tôi đang thực hiện lúc này là phát triển Starship ở miền Nam của Texas và sau đó là nhà máy lớn mới cho công ty Tesla. Elon Musk chỉ có 49 tuổi nhưng hiện nay được kể là người giàu thứ nhì trên thế giới, thưa quý vị. Nhờ vào cái việc là cổ phiếu của Tesla tăng tới 670% trong năm nay và nâng cái giá trị tài sản của ông Musk từ 27 tỷ Mỹ Kim lên tới 155 tỷ Mỹ Kim. Và hiện nay ông chỉ đứng sau ông Jeff Bezos, là chủ của công ty Amazon.com, theo chỉ số tỷ phú của Bloomberg. Cái vấn đề mà được đưa ra mà Musk nói đó là ông nói rằng là tiểu bang Texas hiện nay không có thu thuế lợi tức cá nhân. Trong khi California thì được kể là cái tiểu bang thu thuế lợi tức cá nhân cao nhất trên nước Mỹ. Chỉ có phần đó thôi, quý vị cứ tưởng tượng độ 10%, 15% thôi là đã thấy là bao nhiêu lợi tức rồi. Kế đến là những cái ràng buộc và không có những cái gọi là cái ưu đãi cho các công ty doanh nghiệp. Cho nên nếu mà điều này tiếp tục xảy ra thì vùng Silicon Valley từ từ sẽ trở thành một cái nơi mà người ta di tản ra các tiểu bang khác, đặc biệt là các tiểu bang có những ưu đãi. Và hiện nay Texas đang là một nơi rất nhiều người muốn tập trung tới đến. Bản tin cuối cùng trong phần tin tức buổi chiều ngày hôm nay liên quan đến việc ai sẽ là những người nằm trong nhóm những bệnh nhân ưu tiên để được chích ngừa. Vâng, thưa quý vị, với những liều lượng vaccine đầu tiên được phát hành thì có lẽ nó không đủ để chích ngừa cho tất cả mọi thành phần dân chúng. Cho nên là một số các cơ sở thương mại hoặc là các cái cơ quan, các cái hội đoàn, người ta cũng có những cái tranh cãi liên quan đến việc là ai sẽ là những nhân vật ưu tiên để được thực sự chích những cái liều lượng vaccine đầu tiên này. Theo các kế hoạch phân phối vaccine của quốc gia đó, thì theo hãng Reuters cho biết là nó có sự khác biệt rất là lớn về những người nào nằm trong các cái nhóm ưu tiên để được chích. Tuy là một số các cái tiểu bang nó có cái nhu cầu khác nhau, cho nên người ta mỗi tiểu bang đã phải tự lập ra một cái danh sách cho riêng mình. Tuy nhiên, các tiểu bang có toàn quyền quyết định khi nói về chính sách và cái việc phân phối vaccine để có thể ban hành cái vaccine, cái việc tiêm chủng chích ngừa cho cư dân của mỗi tiểu bang. Ông Mark Lauritsen là một cựu công nhân chuyên giết mổ lợn đó. Thì ông là hiện nay đang thay mặt để vận động cho khoảng 250.000 công nhân chế biến thực phẩm và đóng gói thịt. cho biết là nhiều tiểu bang đang làm theo hướng dẫn của liên bang. Tuy nhiên, điều này nó cũng phải trực thuộc vào Hiệp hội Công nhân Thương mại và Thực phẩm Thống nhất. Ông nói là chẳng hạn như ở tại Colorado đã không có tăng mức đóng gói và chế biến thịt, nó có cái tầm quan trọng so với các tiểu bang khác, cho nên ông cũng đã phải cùng các đại diện khác trong ngành giết mổ thịt đã phải đến để vận động với chính quyền tiểu bang này cho phép những công nhân của họ được quyền ưu tiên, là vì ngành nghề sản xuất thịt, chế biến thịt cũng là một cái ngành nghề nếu như bị lây nhiễm thì có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người khác. Đã có thấy rằng hơn 20 ngành công nghiệp lớn đã kêu gọi các quan chức chính quyền ưu tiên cho công nhân của họ, bao gồm các công ty riêng lẻ như là các công ty Uber Technology Incorporated, nhà cung cấp dịch vụ giao đồ ăn là DoorDash Incorporated và các nhóm ngành đại diện cho ngành tài xế xe tải, giáo viên, công nhân bán lẻ và các lĩnh vực liên quan khác. Người ta thấy là có ít nhất 22 ngành công nghiệp, bao gồm các công ty nông nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh, nhân viên vệ sinh răng miệng, tài xế xe bus và những người đóng gói thịt cũng đã viết thư cho Ủy ban Tư vấn về việc thực hành tiêm chủng, viết tắt là ACIP. Đây là một hội đồng độc lập gồm các chuyên gia y tế để đề nghị hướng dẫn phân phối vaccine cho các trung tâm Hoa Kỳ cho trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh để có thể tạo giúp cho họ là những nhóm người được đặt vào hàng ưu tiên hàng đầu để được chích ngừa COVID-19. Đây cũng là một cái vấn đề rất là nhức đầu cho các tiểu bang. Và khi nào mà thuốc chích ngừa được đến Việt Face TV thì chắc anh Dũng là được ưu tiên đầu tiên. Và tôi nằm trong cái nhóm người cao niên có nhiều nguy cơ, mà may tôi không có bệnh nền. Ồ, bệnh nền là bệnh gì vậy? Tức là có sẵn cái bệnh gì đó, chẳng hạn cao máu, tiểu đường hay cái gì trong người sẵn rồi đó, thì nó dễ ảnh hưởng hơn. Vậy là anh có đến hai cứu? Không, ông tôi chỉ có một cái là nằm trong nhóm tuổi cao niên dễ bị lây nhiễm thôi. Mà lây nhiễm thì khó lành. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi của anh Dũng đã kết thúc chương trình Việt Face Tonight ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào tạm biệt. Chương trình này được bảo trợ bởi Astiva Health, bảo hiểm sức khỏe yêu đời, và WellSpa Salon Furniture. Astiva, bảo hiểm sức khỏe yêu đời. Astiva được thành lập bởi một nhóm chuyên gia y tế gốc Việt với sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu sức khỏe và y tế của quý đồng hương trên 65 tuổi thông qua chương trình Medicare Advantage. Astiva gần gũi và tận tâm chăm sóc quý vị đồng hương như chính người thân trong gia đình. Hãy gọi ghi danh với Astiva để bắt đầu một cuộc sống mới khỏe mạnh và yêu đời. 1-866-610-0655. Astiva, bảo hiểm sức khỏe yêu đời. WellSpa Salon Furniture. Salon Furniture đoạt nhiều giải thưởng nhất 4 năm liên tiếp. WellSpa chúc mọi gia đình một mùa lễ Giáng sinh thật ấm áp và đầy sức khỏe. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.